Sơn Trần, cảm ơn lời tiên tri tương lai của anh Kiệt. Chúng sanh quá quý, giá ai tin là duyên, còn ai không tin thì thoát ra kênh. Tôi chạy lẹ quá, nhiều quá chạy lẹ. Thanh niên Nguyễn hỏi Đức Thầy xuất hiện thời kỳ mới trong hình tượng Phật Di Lặc phải không kìa? Không phải. Đức Thầy xuất hiện hình tướng như thế nào thì cả Kiệt cũng không rõ, nhưng mà sư phụ dạy Kiệt, Kiệt có cái cách để mà sư phụ liên lạc với Kiệt. Cái thứ nhất, Kiệt không nói hết nha, Kiệt nói gì, là truyền tâm, nghĩa là khi mà Kiệt ngồi á thì Kiệt cũng có cái lực, thì Kiệt nghe được từ cái tâm, hay là nó có những cái cách khác nữa. Miễn sao Kiệt biết Kiệt là ai, và Kiệt biết những lời Kiệt truyền tin là từ ở trên cho Kiệt có phép làm cái đó. Kiệt không phải như người ta không có cái trải nghiệm qua rồi cái cứ nghĩ là tà tà, cũng đúng, nhưng mà 7 tỷ người có người này là lạ nhất, nghe quý vị. Thiên Nhân Cường nói, chú Kiệt ơi, con mắc nợ nhiều quá, con phải làm sao để trả hết nợ đây? Tự nhiên đang nói chuyện tâm linh kêu con tu, cái con đang nói nợ, giật cái đầu chú xuống với thế gian khổ ải này, chú đang ở trên mây mà, thì đừng làm nợ. Nợ là do mình tham mình mới mắc nợ. Thiên Minh Thái nói, tại sao ở Mỹ hổm rày súng bắn nhiều quá vậy chú? Là vì ở thời đại sàng lọc nước Mỹ nó cũng có nghiệp ở nước Mỹ. Cái thằng bắn mấy chục đứa nít mà nó chết trong trường học á, nhiều khi lúc đó đâu phải là nó. Chú cũng thường nói là cả lãnh đạo, cả bác Trọng, bác Phúc, bác Chính, hay là bác Tô Lâm, hay là bác gì, biết một đống bác. Mà một phút nào đó mà bác mà không có tu tập hay không có vững lòng tin đó, ma nó nhập vô cái tâm nó ký vài chữ thôi là mình cũng chết à, 90 triệu người chết á. Thì cái thằng đó cũng vậy á, cái thằng bắn súng lúc đó nó bắn đâu phải là nó bắn, bảo đảm luôn, nó có một người nhập vô nó đó con, đó là đa số là vậy á, khiến á. Thi Trần, trong Vô Vi bà Chúa Đạo Phú Quốc là ai vậy chú? Bà Chúa Đạo Phú Quốc là trong một trong thưa tỷ tỷ có người hỏi em chỉ giải thích là một trong năm người con của Long Vương, là Ngũ Long công chúa, là chị dâu của Kiệt, là thầy gọi mở mình gọi là Thủy Cung Thánh Mẫu. Thủy là coi gì hết biển đảo, coi đảo Phú Quốc, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Thổ Chu, tất cả những cái quần đảo á. Rồi một bà chị khác thì coi quần đảo của Indo, Nam Dương và đảo Fuji, đảo những cái đảo vòng vòng của Úc, thì tất cả do Thủy Cung cai quản. Nhưng mà mình đang nói về, có người hỏi về Tony hỏi về và Chúa Đạo Phú Quốc thì đó là như vậy. Ngài rất là hiện hữu nghe, rất là thiệt. Ngài bà nói phải nhiều người phải đi khấn ngài để xin lấy lại Hoàng Sa đó nha, Trường Sa đó là do ngài đó các bạn. Anh Đỗ, chúc anh Việt giờ nghe đọc clip 142 rất vui, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Chú ơi, khấn như thế nào? Đức Thầy nhanh quay lại chú. Nam mô Đức Thầy tái tái lâm
như lời thầy đã hứa với chúng con.